Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay của bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt có tên gọi là Gogo Ninja. Một tựa game nhập vai rảnh tay mở dương thôi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá con game này nhá. Đây, bây giờ mình sẽ đăng nhập và vào game chơi thử. Đó, chúng ta sẽ có rất là nhiều server ở đây, game nó mới ra thôi. Và nó không cho tài khoản khách chơi nên mình sẽ đăng nhập vào rồi chơi nhá anh em nhá. Rồi, ở đây thì mình đã vào game rồi. Các bạn thấy là game này màn hình rộng. Và để xem con game này nó chơi như nào nào. À, đấy là chúng ta sẽ có phần training này. Đó, các bạn sẽ bấm vào và nó sẽ ra trang bị. Đó, ở đây thì chưa mở auto nên mình sẽ phải bấm bằng tay đúng không? Đó, khi mà các bạn chiến đấu, các bạn tiêu diệt của kẻ địch thì các bạn sẽ được trang bị. Trang bị nó cũng chia phẩm cấp trắng, xanh, là rất là nhiều màu. Và nó có các chỉ số. Đấy, trang bị nào lởm thì các bạn sẽ bỏ đi. Cái dạng game này thì có rất nhiều game rồi. Thể loại game rảnh tay như thế này thì đang rất là thịnh hành ngày nay. Nhiều anh em hay gọi là game vô chi ý. Vì thật ra thì cái lối chơi nó siêu đơn giản luôn. Ai cũng thể chơi được và đấy, với nhiều người thì sẽ cảm thấy là game này nó chả có gì, chỉ bấm nhảy thôi. Đấy, nhưng mà với nhiều anh em khác thì lại thích cái kiểu game nó vô chi như này. Đấy, mình gọi là thể loại game vô chi nhá mọi người nhá. Mình hay gọi và mình thấy cũng rất nhiều anh em gọi game này là game vô chi. Đấy, game nào, cái nào mà có chỉ số thấp hơn, nó có mũi tên màu đỏ này thì các bạn sẽ bán đi cho mình. Đấy, các bạn sẽ ưu tiên là cái nào mà chưa có trang bị này, hoặc là những cái trang bị nào nó có mũi tên màu xanh thì các bạn sẽ mặc vào. Sau này thì các bạn sẽ tăng cái level của cái việc là có trang bị lên thì các bạn sẽ mở được nhiều đồ xịn hơn. Đây, chúng ta sẽ từ từ nhá. Bán tiếp này. Đấy, nhận được thể lực. Game này nó siêu được. Cái con Gogo Ninja này thì nó sẽ tương tự như những con game khác thôi. Nó rất là, thực sự là nó rất là đơn giản đấy mọi người. Game mô phỏng. Đây, các bạn sẽ có phần Rose này. Sau này có rất nhiều nhân vật để các bạn mở khóa nhé. Đó, sẽ có rất nhiều hình dáng. Đây, mình sẽ active lên này. Đó, thậm chí là tăng level và thứ đúng không? Đây, mình sẽ sử dụng nhân vật mới Hayate này. Đó, game này thì mang chủ đề kiểu ninja Nhật Bản rồi. Đó, ở đây thì nó chưa mở auto nên mình sẽ phải đánh bằng tay nhé. Đây có một số qua phần quà này, thể lực. Cái thể lực này để dùng để đó các bạn, gọi là mình gọi là chiến đấu đấy. Nhiều game thì nó là mở hòm, nhưng game này thì là kiểu bấm vào chiến đấu. Ở đây thì nó chưa có auto thì chịu rồi. Chúng ta sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ để nó mở khóa ra các tính năng mới. Game này nó như vậy à. Đây có trang bị mới này, mặc trang bị mới vào. Đây mình, nó bắt mình phải mặc lên hai trang bị màu xanh, xanh lá. Một xanh dương luôn, tỷ lệ ra xanh dương sẽ rất là này. Hoàn thành nhiệm vụ thứ 2-3 thì chúng ta sẽ có auto nhá, lúc đấy thì các bạn sẽ rảnh tay hơn. Các tính có auto ấy nhưng mà phải sau này nó mới mở, thế ban đầu thì nó thật là anh em sẽ hơi mỏi tay một tí. Đó, ban đầu thì anh em sẽ hơi mỏi tay nhưng mà mình thấy là các bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì nó cũng nhanh thôi. Đấy, rồi tiếp tục bán hai trang bị này. Trang bị nào mà kém thì các bạn sẽ bán đi. Ban đầu những cái nhiệm vụ nó rất đơn giản, sau này thì nó sẽ có thêm nhiều hoạt động khác. Này, Shadow Mission nhiệm vụ 145 mới mở. Village này là level, nhiệm vụ 44, Challenge là 44 luôn, State thì là 43. Nói chung là các bạn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ để nó mở khóa các tính năng. Đây, vừa nói đấy, đây mở luôn phần thế mình muốn mở khóa rồi nhỉ. Cái này là kiểu dạng phó bản khiêu chiến nhá. Các bạn sẽ cần đủ lực chiến để có thể hoàn thành để chiến thắng. Đây xong có phần tăng tốc này. À, các bạn này challenge. Đây nó chưa mở cái phần gọi là nâng cấp cái mở khóa trang bị nhỉ. Tức là nâng cái việc là mình sẽ có tỷ lệ ra đồ xịn hơn ấy. Kiểu đồ tím các thứ nữa. Mình chưa thấy có cái phần nâng cấp ở đâu ta. Đấy là đồ mới này. Đây một số cái như kiểu đổi phần quà này, các cái gói quà ở đây nhá, các bạn hãy nạp vào. Rồi tiếp tục mặc trang bị mới này. Đấy, trang bị nào dùng đến thì các bạn bán đi. Giờ chúng ta sẽ nâng lên level 3. Để cho nhân vật mình lên level 3 đúng không? Đấy, chúng ta sẽ mặc dần dần các trang bị nhé. Cái này hình như là trang bị đây tự ra đồ tím này, hình như là cái level của nhân vật này nó sẽ ra cùng ấy, chứ không phải như cái game khác là mình sẽ phải nâng cái level mở hòm đấy. Đây có thể xem quảng cáo để nhận thêm thưởng này. Đấy, game thì cũng có xem quảng cáo nhá. Rất đơn giản đúng không? Mình đang chưa biết là mình đang ở nhiệm vụ thứ bao nhiêu rồi. Đây là nhiệm vụ chính này.
Đấy, các bạn thấy khỏe thì các bạn để challenge. Ở đây chưa có tăng tốc thì chúng ta sẽ đánh hơi chậm một tí, nhưng sau này sẽ nhanh hơn. Đấy, đồ nào không dùng đến các bạn sẽ bỏ đi. Rồi, cần bán 3 trang bị này. Đấy, cái địch sẽ càng ngày càng khỏe được. Lúc này anh em sẽ phải nâng cấp nhân vật của mình lên nhá. Chưa mở auto mình cứ phải bấm bằng tay mọi người ạ. Các bạn thấy game này nó vô chi không? Đấy, như mình đã nói thì dạng game này thì nó rất là vô chi rồi. Đấy, nó rất là đơn giản, dễ chơi. Thật ra thì cũng không có quá nhiều điều để giới thiệu về cái con Gogo Ninja đâu. Nhưng mà mình sẽ nghịch thêm một lúc thôi chứ còn thật sự là các bạn thấy là đúng kiểu game vô chi đấy. Đấy, rồi hoàn thành nhiệm vụ. Ủa, thế mở auto chưa nhỉ? Chưa. À, còn 12 nhiệm vụ nữa thì mình mới mở auto nhá. Có auto thì thật sự là lúc đấy mình sẽ rảnh tay hơn rất là nhiều, đỡ mỏi tay hơn. Đấy, ban đầu các bạn chơi khoảng 10 phút đầu thì mọi người sẽ hơi mỏi tay một tí, bởi vì các bạn chưa mở auto. Rồi, qua màn chơi thứ 3 này. Đây, challenge. Cảm thấy đủ sức mạnh thì các bạn để khiêu chiến. Đấy. Đấy, bây giờ mình không thể đánh được. Với lực chiến này mình không thể đánh được cả thứ 4 nên mình sẽ đợi tí nữa. Đây, trang bị mới thì mặc vào. Trang bị nào không dùng đến thì mình sẽ bán đi. Nâng cấp lên level 4 này. Rồi, level 4 luôn rồi. Đấy, lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi. Sau này có phần kiểu thăng chức các thứ nó chưa mở này. Đấy. Tổng cộng là có khoảng... Ôi, chưa có giày luôn. Chưa nhận được cái giày nào luôn. Rồi, kia số 4. Cảm thấy đủ là mình lại đi tiếp tục đi khiêu chiến thôi. À, đơn giản đúng không? Siêu đơn giản luôn. Game này thì ai cũng phải chơi được. Ui, suýt thua mọi người ạ. Đấy, suýt thua. Secondly, you can choose additional conditions. Đây, có phần training ground. Đây, ở đây có phải nâng cấp này. Các bạn thấy không? Tỷ lệ này. Ra đồ tím này mọi người không? Các bạn người sẽ nâng cấp lên nhá. Và các bạn có thể sử dụng vật phẩm tăng tốc để tăng thời gian nâng cấp lên. Đó, tỷ lệ ra bây giờ mình có thể ra đồ cam là 0.0%. Tỷ lệ ra đồ tím là 1.5%. Đó, nó sẽ tăng dần cái tỷ lệ này lên nhá. Đó, đây là cái phần để nâng cấp, giờ nó mới mở. Đó, các bạn thấy không? Rồi, chúng ta có gì đây? Ủa, khiêu chiến gì này? Ủa, khiêu chiến boss gì này mọi người này? 4 nhiệm vụ nữa thì mình sẽ mở auto ra thì mình sẽ rảnh tay hơn. Ô, thì... Nói chung là game này thì như mình đã nói ấy, nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nhiều người sẽ rất là thích cái thể loại game gọi là nhàn rỗi như thế này. Ui, ra đồ xịn này mọi người này. Đó, đánh cái này có khiêu chiến boss luôn à. Đấy, toàn nhiều đồ xịn lắm. Đồ nào không dùng đến thì mình mặc này. Đó, để ý nhá. Đấy, full set đồ đấy. Ui, có đồ vàng này. Ngon, đồ cam nhé. Đấy, chúng ta có thể... Sau này có phần promo test này. Bốn nhiệm vụ nữa thì mình sẽ mở auto nhá. Nói chung là game thì cũng chỉ vậy thôi anh em ạ. Đó, nếu bạn nào mà quan tâm thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải và chơi thử con Gogo Ninja này. Con này thì các bạn để tải và chơi trên Google Play cũng như App Store. Game không có tiếng Việt nhưng mà thật ra thì dạng game như này thì thật sự là không cần tiếng Việt thì anh em hoàn toàn có thể chơi rất là tốt luôn. Bởi vì nó như mình đã nói thì nó rất là đơn giản đấy. Đây, chúng ta có phần promo test này, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng. Rồi. Đấy, rồi lại khiêu chiến tiếp thôi. Nói chung là để giải trí giết thời gian thì cũng được. Nhưng mà tùy người thì có bạn sẽ thích, có bạn thì sẽ thấy là như mình đã nói là dạng game nó hơi vô tri một tí. Thì tùy vào sở thích của mỗi người nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Online. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.